Đến mình chia sẻ các bạn về cái đèn led ha. Thì ban đầu mình khui mà mình chưa có điều kiện tối để mình test, bây giờ mình vào bóng đêm mình test đây. Khá là sáng nha các bạn. Như cho các bạn đọc xem thử mấy dòng chữ ha. Đấy. Đấy. Thì các bạn thấy không? Đó, mình gọi cho các bạn xem đó, ha. Cái chữ này rất là nhỏ ha các bạn. Bây giờ siêu để mình lấy tay mình định hình này rất là rõ ha. Đấy, chúng ta có thể đọc sách hay tìm cái gì đó cũng được, tạm thôi. Nếu mà dùng cái nhiều, đọc chữ nhiều thì không có lợi cho mắt mình đâu. Đấy, các bạn xem. Thì cái bộ đèn led 3 bóng này nè, mình mới test qua mình thấy rất là tuyệt. Có 5W rồi các bạn. 5W. 5W mà các bạn biết cái lợi ích nó như thế nào. Mình đã thay nguyên cái dàn của mình luôn, nguyên cái dàn đèn ở trong nhà mình ba bóng một lượt luôn, nhà tắm nè, rồi phòng ngủ nè, rồi cái phòng khách luôn nha. Mình thay cả ba bóng này luôn các bạn. Phải nói là 5W mà nó tiêu thụ rất là hay. Đây, mình giới thiệu cho các bạn sơ qua, các bạn xem tham khảo ha. Ý về giá là nó cũng khá là mềm, nó đang trong đợt khuyến mãi này. Mình tổng hết là ba một bộ ba cái là 112.000 tính luôn phí ship. Đây, ba cái đèn led ha, siêu sáng luôn các bạn, màu trắng. Rồi, thì giống giống như cái đèn của mình đang xài thôi. Đấy. Như mình cho mình gọi xa xa để các bạn xem ha. Đây. Gọi xa xa các bạn xem cho rõ ha. Đây là trong phòng của mình đấy, mình có thể rọi xa như vậy. Thì với mức sáng như này thì các bạn có thể đi trong đêm cũng, nếu mà so về cái mức lumen đó, thì cái này nó cũng tầm 15 lumen, 10 đến 15 lumen ha. Đấy, mình so bạn soi đây thì cũng tầm 10 đến 15 lumen thôi. Đó, mình cố định đó. Đó, cố định thì mạnh để các bạn xem rõ ha. Cái tiếp để coi mình test thì cái còn lại nó như thế nào. Bây giờ mình đã gắn khóa rồi, hai cái nó cũng đường đường, đường ánh sáng. Cái này có lẽ là cái đèn pin mới nên nó sáng hơn xíu mà. Đây. Đây cái em cũ của nó đây, mình gắn dây rồi, cái dây cũng khá là chắc chắn để các bạn xem. Đây cho mình test lại xíu nha. Đây và cái này đấy, thấy cái chữ bi phần luôn ha. Đây đây này sáng hơn các bạn, do pin là pin mới mình thay, còn cái kia mình dùng pin cũ hơn xíu. Với lại trong bóng đêm mình cái điện thoại nó không được rõ nét nên nó yếu yếu về cái chất lượng hình ảnh. Đây, mình giới thiệu các bạn sơ sơ vậy thôi, với pin mới như thế này cũng tầm cũng gần 20 lumen ha. Xa chắc cũng cỡ 10 mét. Đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.